những nguyên nhân gây tiêu chảy. Có nhiều định nghĩa về tiêu chảy. Phương pháp khoa học nhất là quan sát xem tổng trọng lượng phân có vượt quá 300g hay 300ml trong 24 giờ. Một cách thực tế hơn để đánh giá là kiểm tra xem số lần đi tiêu mỗi ngày có vượt quá 3 lần hay không và phân có dính hay không. Có một số cách phân loại tiêu chảy mãn tính dựa theo góc độ sinh lý về thẩm thấu và bài tiết, hay góc độ giải phẫu về ruột non và ruột già. Tuy nhiên, cá nhân tôi thích nhìn vấn đề này từ 4 góc độ phổ biến nhất. Thứ nhất, không dung nạp lactose. Thứ hai, bệnh celiac. Thứ ba, bệnh viêm ruột. Và thứ tư là hội chứng ruột kích thích. Do đó, có một vài phương pháp phán đoán rất thực tế như sau. Trước hết, các yếu tố gây bệnh của các bệnh truyền nhiễm mãn tính sẽ không được thảo luận ở đây. Các yếu tố phổ biến gây ra nhiễm trùng mãn tính là Giardia, thường gặp ở những người thích cắm trại, những người uống nước giếng, Clostridium difficile do kháng sinh và một số loại thuốc mới như Metformin. Tiếp theo, nếu bạn có các triệu chứng không dung nạp lactose, bạn có thể chọn làm xét nghiệm y tế hoặc ngừng sử dụng sữa trong 14 ngày để xác định xem bạn có mắc chứng không dung nạp lactose hay không. Bệnh viêm ruột kết là yếu tố tiếp theo cần được loại trừ. Điều này yêu cầu xác nhận tiền sử về các triệu chứng. Điển hình như viêm ruột tràng, tiêu chảy ra máu, đau bụng dưới bên phải trong trường hợp Crohn, hoặc xét nghiệm trong phòng thí nghiệm để tìm ra nguyên nhân thiếu máu, albumin thấp, protein phản ứng C tăng cao. Và cuối cùng, nếu bạn vẫn nghi ngờ, bạn có thể xem đoạn cuối hồi tràng qua nội soi. Sau khi loại trừ các yếu tố trên, hầu hết bệnh nhân, đặc biệt khi có triệu chứng như tiêu ra máu, sụt cân, v.v. sẽ bị hội chứng ruột kích thích tiêu chảy, có thể kèm theo là chứng chướng bụng, có thể giảm đau bụng khi đại tiện, có chất nhầy trong phân. Đặc biệt lưu ý khi sử dụng phương pháp trên, đối với bệnh nhân cao tuổi, cần đặc biệt lưu ý ung thư đại tràng do thiếu máu, do thiếu sắt và viêm đại tràng vi thể, do sử dụng thuốc chống viêm không steroid.